Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả Gaming. Và Di Khả xin kính chúc anh em xem video vui vẻ mời. Ở lần này thì Khả sẽ mua cho ông anh một cái set đồ. Đó là một set băng hàng nha em ơi. Hôm trước anh em có xem video thì Khả cũng đã trung gian cho ông anh một set xăm hoa. Và lần này thì Khả sẽ mua một set băng hàng nữa nha anh em. Một set băng hàng cho một người mới nữa nha mọi người. Nói chung là không biết tầm này mà sao nhiều anh em đam mê toàn những cái phái như là đường môn không à. Hôm trước là sắm một set băng xăm hoàng rồi, gần đủ set xăm hoàng rồi. Thì giờ lại tiếp tục là sắm cho ông anh một cái set băng hàng nữa. Anh em chờ đợi đến tới mà Khải giao dịch anh em ơi. Đây, cái nón này đã 15 rắc. Tất cả món xa băng hàng này thì Khải mua dùm ông anh với giá 7 triệu 5 nha anh em. Này, phi đao 32 2 cấp, ngọc bội băng hàng, đai lưng băng hàng, áo băng hàng. Áo này hơi xịn rồi mà. Được đôi giày, đôi giày được 3 cấp nhíp hồn và tiểu lý phi đao 3 cấp 9x, được đôi giày 3 cấp 9x. Và cái áo này có 1 cấp 9x thôi. Nhưng mà cái áo này chắc là phải chịu chơi, chắc phải rã là ép lại hoặc là phải xoay lại cái áo khác thôi. Rồi, một bao tay. Đó, một set bao tay này anh cho nha nè. Anh cho kèm theo với set băng hàng luôn. Tất cả set này là 7 triệu rưỡi. Băng hàng là gồm phi đao này. Rồi, băng hàng là gồm áo này. Rồi, ngọc bội này. Và đai lưng này, giày này và phi đao. Đó, còn bao tay là anh cho kèm theo. Ok đúng không ạ? Anh ơi. Rồi ok. Với giá 7 triệu rưỡi như nào. Còn cái nón kia của Khải, Khải vừa mua được Khải rà rắc. Rồi, ok, là Khải bán tiền đấy. Dạ, cho em. Em xuống thật không? Em ban. À được Khải tí nè mày. Khải ban cho ông anh đấy. Nói chung là set này thì Khải chỉ tìm hiểu rồi nè mà. Set này thì đạt móc được 158 nha nè. Đạt móc được 158 rồi. Nên là Khải sẽ mua. Cũng như là sẽ cho một ông anh tiếp tục vào bang. Đai anh em ơi. Anh em thấy Ngọc Diễm này. Cũng là một set. Đai là một set xăm hoàng. Đó. Thấy chưa? Hôm trước anh em này thấy chưa? Rồi cũng có ngọc bội rồi. Và tối nay Khải sẽ ép đai lưng xăm hoàng cho ảnh. Khải sẽ ép đai lưng xăm hoàng. Và sẽ mua một cái áo xăm hoàng nữa là đủ set. Đấy. Còn cái ạc này thì có luôn đủ set luôn. Với giá 7 triệu rưỡi thì Khải thấy quá hợp lý này mà. Rồi. Kèm theo bao tay địa phách, coi như là tặng bao tay địa phách. Rồi, anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho lần giao dịch trung gian này một lần chia sẻ cho anh em ơi. Chung với cái set này thì được kỹ năng cũng có một cấp từ ngọc bội này. Và skin 9x từ đôi giày 3 cấp này. Và skin 1x từ áo 1 cấp là. Hiện tại skin 9x có thể lên 5 cấp 3 này, 4 này, 5 cấp này. Đó, ok chưa? 5 cấp skin 9x. Đâu, này nó phóng nhiếp hồn ai chịu nói này mà. Rồi ok. Anh em xem video nhớ cho một like chia sẻ cho nha anh em ơi. Và Khả sẽ cố gắng lên set đồ cũng như là dàn ạc của ông anh mới vô bang tiếp tục cho anh em xem. Và hiện tại set đồ cũng như là dàn ạc Ngọc Diễm Khả đã làm xong rồi nha anh em. Dàn ạc của Ngọc Diễm Khả làm xong rồi. Hiện tại chờ đợi lên set xăm hoàng với lại đồ đạc này nọ Khả cho anh em xem nha. Ok anh em, cảm ơn em rất nhiều nha.